Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Cơ hội vàng để MU ký đề giao ngay tháng 1. MU nhắm mua siêu tiền đạo 20 bàn trên 21 trận. Ba cái tên chắc chắn rời MU trong tháng giêng và có rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Cơ hội vàng để MU ký đề giao ngay tháng 1. Theo báo cáo từ Sport, Barca có kế hoạch giải phóng đề giao. Cụ thể, đội chủ sân Nou Camp mong muốn giảm lương hoặc để tiền vệ người Hà Lan ra đi ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo Daily Mail, Barca từng nỗ lực thuyết phục De Jong giảm lương, đồng thời sẵn sàng để ngôi sao 25 tuổi gia nhập MU mùa hè qua. Tuy nhiên, De Jong vẫn quyết tâm bám trụ ở lại Nou Camp. Bản hợp đồng hiện tại giữa De Jong và Barca sẽ đáo hạn vào năm 2026. Điều khoản giải phóng hợp đồng của De Jong vào khoảng 85 triệu euro. Theo Sport, Barca sẽ gia hạn hợp đồng với De Jong nếu tiền vệ 25 tuổi chấp nhận giảm lương. Như vậy, kịch bản tuyển thủ Hà Lan chia tay đội bóng Tây Ban Nha hoàn toàn có thể xảy ra. Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực với MU. Đội chủ sân Old Trafford từng theo đuổi sát sao De Jong mùa hè 2022. Kế hoạch chiêu mộ De Jong của MU không thay đổi trong bối cảnh những Casemiro hay Eriksen đều bước qua tuổi 30, quỷ đạo cần mang về những tiền vệ trẻ trung chất lượng. De Jong là một phương án lý tưởng, tiền vệ 25 tuổi hứa hẹn hòa nhập, thích nghi nhanh chóng với lối chơi, chiến lược bóng đá của Ten Hag. MU nhắm chiêu mộ siêu tiền đạo 20 bàn trên 21 trận. Hiện tại MU đã chấm dứt hợp đồng với Ronaldo, do đó MU có lý do để nhắm tới một ngôi sao Bồ Đào Nha khác là Gonçalo Ramos. Mới 21 tuổi, cầu thủ này sớm bùng nổ. Anh có một khởi đầu mùa giải tuyệt vời khi ghi 14 bàn và có 6 kiến tạo sau 21 trận trên mọi đấu trường. Tờ quát đánh giá Ramos là một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. MU rõ ràng mê mệt cầu thủ này. Ramos rất xuất sắc trong việc lùi sâu và liên kết với các đồng đội ở khu vực 1/3 phần sân đối phương. Ramos nhanh nhẹn và nhạy bén trong khu vực cấm địa. Và đó chính xác là mẫu tiền đạo cắm mà Erik ten Hag mong muốn. Trong lối chơi kiểm soát bóng của MU, điều quan trọng là số 9 phải giúp xây dựng các phương án tấn công. Với Ramos, anh sẽ lập tức giải quyết vấn đề này và chứng tỏ mình là một tay săn bàn đáng gờm. Ramos vừa làm lu mờ Ronaldo với cú hat-trick và lưới Thụy Sĩ giúp Bồ Đào Nha ghi tên vào vòng tứ kết World Cup. Theo các báo cáo từ truyền thông Anh, Ramos hiện có giá khoảng 35 triệu bảng, một mức giá không hề đắt đỏ so với tiềm năng và chất lượng mà các cầu thủ này có thể cung cấp cho đội chủ sân Old Trafford. Anthony Martial hay chấn thương, trong khi Anthony Elanga hay Marcus Rashford đôi khi không có phong độ tốt, vì vậy MU không còn cách nào khác buộc phải nâng cấp hàng công, Ramos có thể mang tới khác biệt. Mục tiêu của Quỷ Đỏ là giành vé dự C1, họ cần sớm hành động trước khi Ramos bị nhiều đội bóng khác săn đón. Hợp đồng đầu tiên của MU trong tháng 1. David Ornstein tuyên bố rằng tiền đạo Marcus Rashford sẽ ký hợp đồng mới với MU sau World Cup 2022. Theo Ornstein, MU đang ở trong một tình thế tương đối thoải mái bởi vì họ còn thời hạn đến cuối năm và sau đó họ có một năm tùy chọn gia hạn với Rashford. Đã diễn cho Rashford từ đây cho đến cuối mùa là rất lớn sau khi Ronaldo ra đi và đó sẽ là tiền đề để anh tiếp tục cam kết ở lại câu lạc bộ. Lộ kế hoạch Hà Lan hóa của Ten Hag ở MU. Nhiều năm qua, MU không có thói quen chi tiêu lớn ở phiên chợ đông, nhưng ngay khi tiếp quản, Erik ten Hag đã đề ra mục tiêu mua sắm trong 3 kỳ liên tiếp để từng bước nâng cấp đội hình. Vì vậy, mùa đông này tại Old Trafford hứa hẹn sẽ sôi động hơn mọi khi. Với những động thái gần đây trên thị trường chuyển nhượng, một cuộc cách mạng Hà Lan hóa nhiều khả năng sẽ được tiếp diễn tại nhà hát của những giấc mơ. Dễ nhận ra trong đội hình MU hiện tại, vị trí hậu vệ cánh phải, trung phong và phần nào đó là tiền vệ trung tâm đang cần bổ sung gấp. Nơi hành lang phải, tuyển thủ Bồ Đào Nha Diogo Dalot đã tiến bộ rất nhiều từ đầu mùa giải và đang chiếm trọn niềm tin của ông thầy người Hà Lan. Tuy nhiên, trong một mùa giải dài hơi và nhiều biến động vì World Cup như hiện nay, thì một mình Dalot không thể đảm bảo sự an tâm. Wan-Bissaka hiện nhiên không còn nằm trong kế hoạch và anh đang đếm từng ngày để rời Old Trafford. Cái tên đang được đồn đoán sẽ đầu quân cho MU là Denzel Dumfries. Tuyển thủ người Hà Lan là mẫu hậu vệ phải mang tiền hướng tấn công phù hợp với triết lý của Ten Hag. Quan trọng, phía Inter Milan sẵn sàng nhả người nên khả năng thương vụ xảy ra là khá cao. Trên hàng tấn công, Erik ten Hag đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Ngoài trừ Anthony, Rashford, Garnacho chơi tốt, phần còn lại Martial hay dính chấn thương, Elanga thiếu bản lĩnh còn Sancho quá phập phù. Với việc Ronaldo rời đi, MU càng phải bổ sung gấp nhân sự để thay thế. Cody Gakpo và Memphis Depay đã được nhắc đến, cả hai đều là tuyển thủ Hà Lan và chơi được nhiều vị trí trên hàng công. Trong đó Gakpo là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng khi anh tỏa sáng trong màu áo PSV cũng như là chơi hay tại World Cup 2022. Còn Depay thì dù đánh mất vị trí tại Barca nhưng tài năng của anh đã được chứng minh trong quãng thời gian khoác áo Lyon. Đáng nói cả hai đều bày tỏ mong muốn đến Old Trafford chơi bóng. Khả năng MU đồng thời mua Gakpo lẫn Depay hoàn toàn có thể xảy ra. Phía Barca đã báo giá Depay chỉ 5 triệu euro vào tháng giêng bởi họ không muốn mất trắng anh vào mùa hè.
với hai sự bổ sung cần thiết, hàng công của Quỷ Đỏ được tăng cường một cách đáng kể. Một cái tên khác được liên kết với MU thường xuyên chính là Đề Dòng. Sau một mùa hè đầy sóng gió, anh chọn tiếp tục ở lại Camp Nou nhưng vị trí chính thức đang không được đảm bảo. De Jong có thể hiểu rằng đây không phải là lựa chọn đúng đắn cho sự nghiệp khi Xavi còn tại vị. MU luôn tìm cách chèo kéo De Jong bởi Ten Hag xem anh như vị trí kết nối tuyến giữa không thể thiếu. Eriksen đã chơi tốt trong thời gian qua nhưng phong cách của anh khác De Jong và cũng không thể là giải pháp lâu dài. Nếu sở hữu được De Jong, Ten Hag có thể an tâm phát huy lối chơi của MU thiên về kiểm soát mạnh mẽ hơn nữa. Từ đầu mùa giải, nhiều ý kiến phản đối Erik ten Hag khi ông đưa nhiều cầu thủ có kinh nghiệm chơi bóng tại Hà Lan cập bến MU. Nhưng rồi kết quả cho thấy điều đó không quan trọng bởi những Eriksen, Antony, Malacia, Lisandro Martinez đều đã có những đóng góp cần thiết. Một cuộc cách mạng Hà Lan hóa nữa vào mùa đông có thể giúp Erik ten Hag hoàn thiện bộ khung đáng mong đợi của mình. Barca muốn thâu tóm 3 ngôi sao của MU. Express dẫn nguồn từ truyền thông Tây Ban Nha cho hay Barca đang có ý định chiêu mộ 3 ngôi sao đến từ MU. Fed. Khá bất ngờ khi Fed được nhắc đến như một mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của Barca. Và thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên tiền vệ người Brazil được liên kết với đội chủ sân Camp Nou. Dù vậy, xét trên tình hình thực tế, Barca hoàn toàn có lý do để chiêu mộ cựu sao Saka Donetsk. Tuyến giữa của Barca dự kiến sẽ trải qua nhiều biến động trong mùa hè tới, mà trước mắt thì họ phải đối diện với viễn cảnh mất đi sự phục vụ của Sergio Busquets. Đồng thời, nhiều nguồn tin cho hay Frank Kessié cũng có ý định tìm kiếm một bến đỗ mới do không hài lòng với việc phải thường xuyên ngồi dự bị ở Camp Nou. Trong trường hợp Kessié và Busquets rời đi, Barca chỉ còn lại cho mình 3 phương án thực sự đáng tin cậy trong tuyến giữa là De Jong, Gavi cùng với Pedri. Hiển nhiên, Fed chắc chắn là một sự bổ sung hợp lý cho đội chủ sân Camp Nou. Và nếu như MU kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm một năm hợp đồng, thì họ cũng không thể đòi hỏi mức phí quá cao cho tiền vệ Brazil. Lúc sau, cái tên tiếp theo nhận được sự quan tâm đến từ Barca là So, hậu vệ đã trải qua khá nhiều giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp. Dù vậy, sau khi sa sút và đánh mất suất đá chính vào tay Tiriel Malaysia hồi đầu mùa, ngôi sao 27 tuổi đã dần lấy lại phong độ và anh cũng vừa có cho mình một kỳ World Cup khá ấn tượng. Về phần Barca, với việc Jordi Alba đã bước qua thời đỉnh cao, Marcos Alonso chưa thực sự gây ấn tượng và đồng thời cũng đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa. Họ đang tìm kiếm một phương án chất lượng để xoay tua và cạnh tranh với Alessandro Balde ở vị trí hậu vệ cánh trái. Vì vậy, dễ hiểu tại sao Barca lại quyết định đưa Luxo vào tầm ngắm. Song, trái với trường hợp của Fed, Sa vẫn là một nhân tố quan trọng đối với kế hoạch của Erik ten Hag và dự kiến MU sẽ nỗ lực giữ chân cầu thủ này. Diogo Dalot. Và cuối cùng là trường hợp của Dalot, một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất tại Old Trafford mùa này. Cần biết, cho đến khi phải ngồi ngoài trong trận gặp Fulham vì nhận đủ thẻ vàng, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đá chính trong mọi trận đấu của MU mùa giải năm nay. Vì vậy, hiển nhiên là Quỷ Đỏ sẽ không có lý do để cho phép Dalot rời đi. Theo vào đó, giới truyền thông khẳng định họ đã triển khai kế hoạch trói chân hậu vệ 23 tuổi ngay thời điểm hiện tại. Với Barca, có thể nói hậu vệ cánh phải thực sự là một vị trí yếu kém trong đội hình của họ. Trong bối cảnh, Hector Bellerin vẫn chưa thể hiện được giá trị của bản thân, Sergi Roberto đã không còn giữ được phong độ tốt nhất. Huấn luyện viên Xavi buộc phải thường xuyên sử dụng Jun Koundé trong vai trò hậu vệ mùa này. Thế nên, Dalot chắc chắn sẽ trở thành một sự bổ sung lý tưởng cho đội chủ sân Camp Nou. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!